Xin chào các anh chị và các bạn. Trong cái video này thì tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Một video rất là hay, thực sự là hay đấy ạ. Đấy là tôi sẽ xử lý các bạn, giúp các bạn cái vấn đề là chốt đơn hàng, tăng được cái tỷ lệ đơn hàng và giảm được cái tỷ lệ hàng hoàn. Chốt đơn trên telesale thì đây cũng là một cái chương trình mà tôi cũng có chia sẻ ngắn gọn một chút xíu trong một cái chương trình đào tạo về thương mại điện tử có đào tạo cho Vietnam Airlines. Tất nhiên là ý tôi muốn nói là nó có nhiều nội dung, nhưng mà có một cái nội dung nhỏ. Tôi có nói về việc là bán hàng và chốt đơn hàng trực tuyến, được chưa ạ? Thế thì các anh chị phải hiểu là cái quy trình chốt đơn nó gồm bao nhiêu bước, đúng không ạ? Từ cái lúc mà khách hàng người ta inbox, người ta thả comment thì mình đã phải làm gì ạ, đúng không ạ? Đầu tiên là mình phải chốt đơn trên fanpage. Chốt đơn trên fanpage gồm những bước như thế nào, đúng không ạ? Đầu tiên là mình phải viết nội dung quảng cáo để khách hàng người ta thấy hay, người ta phải thả comment, kiểu như là ép số điện thoại chẳng hạn, ví dụ thế, hay là comment để được mua hàng ngay, để được tặng cái này tặng cái kia, vân vân, được chưa ạ? Sau đó bắt đầu mình mới vào, mình kết bạn, mình inbox, mình trả lời, mình chat chít, mình tương tác, mình đưa ra các hình ảnh để mà khách hàng người ta chuyển đổi, để mà khách hàng người ta để lại số điện thoại, và sau đó mình tiếp tục telesale, mình chốt đơn hàng và mình ghi chép cái đơn hàng đó. Thì đấy là về mặt quy trình. Tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi comment thành đơn hàng thì sẽ giảm được cái chi phí quảng cáo như các bạn biết rồi. Thế còn chốt đơn qua telesale thì mình sẽ phải đào tạo nhân viên về telesale các anh chị nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải nói với khách hàng là những cái vấn đề mà khách hàng họ quan tâm đến sản phẩm. Chẳng hạn bán quần áo hay gì thì size, số, màu sắc, kích thước, giá, cách chuyển đổi, cách chuyển hàng, đúng không ạ? Cách thanh toán, vân vân vân, đặt cọc như thế nào để khách hàng người ta yên tâm, đúng không ạ? Thế sau đó thì mình chốt được đơn hàng rồi thì mình bắt đầu là chuyển hàng cho khách. Chuyển hàng cho khách thì cái quy trình của chúng ta lại quy trình nội bộ. Chúng ta chuyển thông tin để cho cái bộ phận xuất hàng người ta xuất hàng. Sau đó bộ phận kho hàng xuất hàng ra cho các đơn vị ship nếu như mà chúng ta thuê ship, đúng không ạ? Và thông thường là chúng ta sẽ không nên thuê ship ở một đơn vị mà chúng ta sẽ thuê nhiều đơn vị để giảm cái yếu tố rủi ro và tăng cái sức cạnh tranh giữa nhà cung cấp lên. Rồi thì chúng ta sẽ đưa ra những cái bước để chốt đơn làm sao mà tăng được cái tỷ lệ chốt đơn hàng cao nhất. Chúng ta phải nghiên cứu khách hàng, chúng ta phải học hỏi từ chính những cái sai lầm của chúng ta. Chúng ta đã sai lầm như thế nào, tại sao đơn nó bị hỏng, đúng không ạ? Khách hàng người ta từ chối vì những lý do gì thì chúng ta phải rút ra kinh nghiệm để chúng ta học hỏi và chúng ta tiếp tục nâng cao chất lượng, đúng không ạ? Thường xuyên hàng tuần chúng ta họp với nhau dạy lại các cái kỹ thuật và quy trình telesale. Ví dụ như trước đây chúng tôi bán một cái sản phẩm đồng hồ thời trang chẳng hạn, thì cái telesale của chúng tôi chỉ khoảng 2 phút, 3 phút là tối đa. Nói đúng 5 câu. Câu thứ nhất là gì, câu thứ hai là gì, câu thứ ba là gì, câu thứ tư, câu thứ năm là gì. Chúng ta chốt khách hàng như vậy. Càng nói chuyện vòng vo dài dòng thì càng bị mất khách, đúng không ạ? Cứ chốt chặt như thế. Tiếp tục đấy là gì ạ? Chúng ta chốt đơn để làm sao mà tăng được cái tỷ lệ thành công hơn nữa thì bằng cách là cho khách hàng gửi một cái số tiền, ví dụ như cào thẻ nếu mà như bán hàng giá trị cao để mà người ta đặt cọc mua hàng, đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ như thế không bao giờ khách hàng họ hủy đơn, tỷ lệ hủy đơn rất là thấp, các bạn hiểu chưa ạ? Thế là đối với những sản phẩm giá trị nhỏ, khách hàng họ không chịu đặt cọc thì chúng ta sẽ nói những cái vấn đề là gì ạ? Đến ngày này, giờ này thì chúng tôi sẽ giao hàng, các anh chị vui lòng nghe điện thoại, đúng không ạ? Và trước khi giao hàng, đấy, chúng ta phải theo dõi cái tình trạng đơn hàng trước khi giao hàng thì chúng ta phải gọi điện cho khách hàng trong vòng 1 tiếng đến 2 tiếng là gì? Chúng tôi sẽ giao hàng tới tay bạn, đúng không ạ? Nhất là cái cuộc gọi đấy ở các cái khu vực nội thành hoặc là ở Hà Nội các bạn có thể xử lý được. Thế còn đi tỉnh thì đôi khi rất là khó để có thể chốt được như vậy. Thì cái động tác mà gọi điện thoại trước khi mà hàng được đi ấy, trước khi hàng được giao khoảng 30 phút đến 1 tiếng ấy, thì sẽ giảm được rất nhiều các cái tỷ lệ hàng hoàn các anh chị ạ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải có những cái chiêu trò, có những cái hình thức để chiên khách hàng để tăng cái tỷ lệ tái mua bằng cách là mua lại thì được giảm giá, đúng không ạ? Chúng ta lưu số điện thoại, chúng ta lưu Facebook, lưu email của khách hàng. Sau đó chúng ta sẽ kết bạn với khách hàng ở trên Facebook, đưa vào group, hoặc là chúng ta sẽ kết bạn với khách hàng ở trên Zalo và chúng ta sẽ post là Zalo, hoặc là chúng ta sẽ gửi email. Đấy, sau khi mà khách hàng nhận được hàng thì chúng ta lại gọi điện confirm một lần nữa và cảm ơn khách hàng. Thì những cái động tác như vậy sẽ giúp cái việc là tăng tỷ lệ đơn hàng và sử dụng những cái công cụ có sẵn và miễn phí để mà tăng cái tỷ lệ tái mua cho khách hàng lên. Và làm thế nào để giảm được cái tỷ lệ mà hàng hoàn trả xuống khoảng 10% hoặc 5% thì tốt, đúng không ạ? Và tỷ lệ chốt đơn qua telesale là khoảng 80%. Đấy. Bằng cách là chúng ta sẽ xem những cái inbox nào là thật, inbox nào là giả, cái tình trạng quan tâm là gì, thì chúng ta sẽ chốt được như vậy. Chúng ta sẽ phát sinh những cái vấn đề liên quan đến hàng hoàn trả, gọi điện thuê bao không gọi được, vân vân. Thì những cái đó là chúng ta sẽ phải loại nó sang để chúng ta giảm được cái tỷ lệ hàng hoàn nhiều nhất. Và tiếp tục đấy là chúng ta phải kiểm soát được cái lượng thời gian mà ship hàng. Chẳng hạn chúng ta hẹn khách là 1 ngày thì nó phải là đúng 1 ngày, nửa ngày nó phải là đúng nửa ngày. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải quan tâm nhiều đến cái vấn đề liên quan đến cái đội ship. Nếu như mà các anh chị mà tổ chức ở một đơn vị như là ở Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể tổ chức một cái đơn vị, chúng ta tự giao ship cũng rất là tốt. Ngoài ra thì bây giờ cũng có rất nhiều đơn vị như Viettel Post, rồi thì VNPT, rồi thì EMS, rồi thì Grab Taxi, đúng không ạ? Nó cũng làm ship. Grab Mobile, Uber cũng làm ship. Đấy, rồi thì ship nhanh, ship pro, vân vân. Rất nhiều các đơn vị như vậy. Chúng ta phải có cái quy trình nhé, các anh chị lưu ý. Các quy trình từng bước chúng ta phải làm chuẩn chỉ như nào. Từ comment, từ chuyển đổi đơn, từ telesale, từ đóng hàng đến từ bộ phận là gọi điện thoại thông báo cho khách trước khi giao hàng. Sau đó là nhận được đơn hàng rồi thì lại gọi điện thoại xác nhận với khách hàng. Đấy, với những đơn hỏng thì chúng ta sẽ phải có những cái tỷ lệ là chúng ta phải có một cái cách mà chúng ta sẽ kiểm soát, chúng ta kiểm tra lại để mà chắc chắn là không bị sót đơn, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng nên sử dụng theo cái tuyến, đúng không ạ? Nếu mà đi giao hàng thì chúng ta nên đi theo tuyến, đi theo một vòng như thế này. Thì là từ các điểm đi như này thì trong một tour như thế chúng ta sẽ giao được nhiều đơn vị hàng hóa hơn, đúng không ạ? Tăng được cái hiệu suất kinh doanh. Rồi thì chúng ta cũng sẽ phải kiểm soát cái hàng hoàn về để giảm chi phí và tránh cái việc thất thoát hàng hóa, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà hàng hoàn mà nhiều là lời lãi bao nhiêu là giả Facebook với lại giả đơn vị ship hết, được chưa ạ? Chúng ta cũng phải lắng nghe và quan tâm xem là cái đơn hàng giao vào cái thời gian nào, giao vào những số điện thoại nào, ở cái vùng miền nào thì là được thành công cao nhất. Thì để chúng ta tập trung vào có những cái đơn hàng mà có tỷ lệ đơn hàng xấu thì chúng ta cũng cần phải loại trừ, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng phải quan tâm đến cái phần quản lý nhân viên, bố trí nhân viên cho các bộ phận, đào tạo nhân viên của các bộ phận đấy để làm sao nó phối hợp với nhau, khớp duyệt và nó hình thành nên một cái quy trình nhanh chóng thuận tiện. Đấy, một cái bạn học viên của tôi, các bạn ấy có một cái nhóm nhân sự chỉ khoảng 6 người thôi nhưng mà bán hàng được hàng trăm đơn hàng và tỷ lệ chốt đơn rất là cao, toàn 90-95% thôi. Thì trên đây là một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ để giúp cho các anh chị hình dung ra cái việc mà chúng ta sẽ tăng được cái tỷ lệ đơn hàng, giảm được cái tỷ lệ hàng hoàn, tăng được cái tỷ lệ chốt đơn hàng trên telesale, trên fanpage thông qua cái cách mà chúng ta sẽ trả lời với khách hàng, đúng không ạ? Và chúng ta có thể sẽ cần đến các phần mềm quản lý khách hàng và chúng ta có thể có những cái câu trả lời khách hàng có sẵn để khách hàng hỏi câu gì mình trả lời câu đấy và trả lời đúng cái vấn đề của khách hàng, như vậy là tốt các anh chị nhé. Và việc cuối cùng đấy là các anh chị thường xuyên phải đào tạo cho nhân viên và hàng tuần mình phải xem là vấn đề gặp phải của mình là gì để mình cải thiện quy trình, tăng được cái chất lượng lên và tăng được cái tỷ lệ đơn hàng lên, tăng được cái sự hài lòng của khách hàng lên và tạo động lực cho người lao động, được chưa, để người ta gắn bó với mình. Thế thì bài học hôm nay tôi xin phép chia sẻ ở đây, đấy là vấn đề chốt đơn, đúng không ạ? Tăng được cái tỷ lệ đơn hàng và xin chúc các anh chị tăng được cái tỷ lệ đơn càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Và giảm được các cái chi phí lãng phí đi. Và nếu như quy trình của anh chị mà chưa được tối ưu thì liên hệ với tôi để được tư vấn và hỗ trợ các anh chị được nhiều hơn. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.